Tiến sĩ, cái trái phiếu xanh hay là hành trình hướng tới giảm phát thải bằng không, đây là vẫn là xu thế ai cũng biết rồi. Tiến sĩ có thể nói một cách cơ bản là vì sao Việt Nam chúng ta phải tham gia vào thời điểm này? Thì chúng ta có thể thấy là đây là thời điểm mà đa số các nước xung quanh chúng ta họ cũng đang chạy đua cái chuyện này, bởi vì họ thấy được một điều là bây giờ chúng ta cũng thấy là vừa rồi EU và Mỹ họ cũng cam kết. Mặc dù chúng ta gọi là một cái hội nghị thượng đỉnh vừa rồi vừa diễn ra thôi, người ta gọi là không thành công lắm, nhưng người ta cũng huy động được vài tỷ đô để đầu tư tiếp tục vào các hạ tầng cho những nước đang phát triển. Có nghĩa là người ta vẫn đang cam kết nguồn vốn vào khu vực xanh, và nó sẽ là rất là đáng tiếc nếu như Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta chậm chân trong khu vực này, chúng ta để cho cái nước xung quanh chúng ta tận dụng được. Tại vì họ hướng tới là, bởi vì họ cũng nhận thức được là 80% khí thải là đến từ các nước phát triển, và họ cũng sang các nước đang phát triển, họ làm những cái sản xuất gọi là không xanh, họ chuyển sản xuất sang đây, thì họ bây giờ họ cũng thừa nhận là bây giờ đây là họ có một phần trách nhiệm là họ giúp cho các nước này chuyển đổi xanh. Thì như vậy nguồn vốn mà họ cam kết rồi, nhưng bây giờ nếu chúng ta không làm một cái dự án xanh thì chúng ta không lấy được nguồn vốn đó về, thì đây là một cơ hội để chúng ta lấy một nguồn vốn quốc tế về. Và còn quan trọng hơn nữa là yếu tố môi trường, tại vì bây giờ chúng ta cũng muốn đổi mới môi trường mà đang có người cung cấp tiền chúng ta làm cái chuyện đó, thì chúng ta phải cố gắng tận dụng cái nguồn lực đó.